Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái lịch gọi là lịch Steam. Thì trong cái lịch này thì sẽ có là 12 tháng, và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người lịch Steam, và sẽ chia sẻ cho mọi người chắc là 2 tháng đi, 2 tháng đi. Và 2 tháng đó thì nó sẽ tương đương với là 31 này, tháng 1 là 31 ngày. Tháng 2 của chúng ta có 28 ngày. Chúng ta sẽ có 59 hoạt động trong vòng 2 tháng. Và những cái hoạt động này thì các bạn có thể áp dụng vào trong cái chương trình giáo dục của các bạn. Và khi mà chúng ta đã nắm được các cái cách để hoạt động này á, thì các bạn có thể là đưa một cái nội dung, rất là nhiều những cái nội dung này vào trong các cái hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của các bạn. Thế thì chúng ta trở lại với lại các cái câu chuyện liên quan đến Steam. Thế thì chia sẻ với mọi người là hôm trước thì cũng có rất là nhiều các bạn ủng hộ các cái nội dung mà thi của các cái cô ở trong team mình. Thì nó có hai hoạt động thứ nhất là hoạt động thể dục, thể chất. Đấy, và cái hoạt động thứ hai đó là cái hoạt động về nhận biết con vịt. Thế thì chia sẻ với mọi người về cái hoạt động nhận biết con vịt theo định hướng, theo cái hướng lấy trẻ làm trung tâm. Thì các cô đã làm là cho trẻ làm đúng cái mô hình như kiểu cái ngôi nhà của chúng ta ở ngoài á, là cho trẻ ở trong lồng này, sau đó phát hiện tiếng kêu này, rồi cho trẻ đi theo con đường này, rồi bơi vào ao này, xong nhận biết con vịt ở trong ao này, rồi xem các cái hoạt động, các cái thao tác của nó. Sau đó thì bắt đầu là thực hiện các cái vận động của con vịt, thực hiện tiếng kêu của con vịt. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là quan sát và đoán các cái bộ phận ở trên cái màn hình, và giáo dục trẻ. Thế thì cái hoạt động này nếu như để mà áp dụng theo cái hướng lấy trẻ làm trung tâm thì khá là ổn. Thế còn nếu như mà hoạt động chúng ta muốn mở rộng và biến nó thành một cái hoạt động STEAM, thế thì chúng ta phải biết được rằng là sau khi cái hoạt động nhận biết này thì có thể chúng ta sẽ làm mà xếp đường đi cho vịt này. Đấy, chế tạo, thiết kế và chế tạo là cái hoạt động về sau. Thì chúng ta nhận biết con vịt, sau đó thì chúng ta lấy cái đó, chúng ta làm mờ cái mục tiêu về kiến thức đi, chúng ta làm rõ cái mục tiêu về mặt thiết kế chế tạo lên. Đó là sau khi nhận biết con vịt xong thì chúng ta phát hiện ra là vịt cần ao này, vịt cần đường đi này, vịt cần ngôi nhà này, vịt cần lồng này chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái hoạt động thiết kế về sau. Thực ra thì cái đường đi cho vịt hay là ao, xếp ao vịt thì nó cũng không khác gì cái hoạt động xếp đường đi cho đường đi và xếp đoàn tàu, hay là xếp ao cho ở độ tuổi nhà trẻ. Thì các bạn có thể áp dụng cái điều này. Bạn Chi Chi thì có muốn là chia sẻ một cái dự án về ngôi nhà, thì mình cũng đã hứa với bạn Chi Chi rồi là mình sẽ đăng cái hình cái nội dung giáo án lên trên trang, và các bạn phải chờ, các bạn phải chịu khó một chút. Vì là như này, một ngày là mình nhận được ít nhất là từ 100 cho đến 200 inbox, và trong 100 đến 200 inbox đó thì bắt buộc là mình sẽ phải trả lời cho mọi người. Nếu không thì có thể là một là trả lời có giúp được hay không, hai là trả lời mình đã nói là mình giúp thì mình, hoặc là mình đã nói là mình sẽ chia sẻ, là mình sẽ tìm cách để chia sẻ cho các bạn. Thế còn ví dụ như là cái hoạt động nào mà mình cảm thấy nó không ok, hoặc cái hoạt động nào nó không đang đúng với cái hướng đi về định hướng STEAM thì mình đã từ chối ngay. Thế cho nên là các bạn cũng phải chờ, phải phải kiên nhẫn một chút. Và mình đã hứa là mình sẽ chia sẻ, là mình sẽ chia sẻ. Thế còn bây giờ nếu như mà chúng ta chia sẻ về dự án ngôi nhà, ok, mình sẽ chia sẻ với mọi người về dự án ngôi nhà, nhưng mà cái lịch STEAM ý, là chúng ta sẽ không chia sẻ được nữa. Vì sau khi chia sẻ cái dự án ngôi nhà xong thì còn rất là ít thời gian, và cái thời gian để chia sẻ các lịch team trong một tháng của các bạn nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Thế thì ok, mình sẽ chia sẻ, và ngày mai thì mình sẽ không không gửi giáo án lên nữa. Thì bạn bạn Chi Chi chuẩn bị các cái sổ sách để mình có thể chia sẻ cho bạn Chi Chi. Thì là mình đã nói rồi, là mình đã hứa rồi, mọi người phải tin mình, là chắc chắn là mình sẽ đăng. Ví dụ như là hôm nay mọi người có thể thấy là các cái hoạt động về 20 tháng 10 ấy, là mình có hứa với một bạn là mình đã đăng một lúc là ba ba hoạt động để cho các bạn có thể áp dụng được. Và đấy, chuẩn bị nào, chúng ta sẽ làm một cái ngôi nhà.
ta sẽ có rất là nhiều các hoạt động. Thực ra thì đối với các cái tài liệu này, ô mình mong lắm đến bao giờ mà cái tài liệu của mình nó được phê duyệt ấy mà để phát hành ấy, thì có thể mình sẽ gửi tới các bạn được, nó khá là ok mọi người ạ. Thiết kế ngôi nhà của bé, dự án ngôi nhà của bé. Hàn giọng mãi không khỏi rất là khó. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với thiết kế ngôi nhà. Cái tiết ngôi nhà này xem nào. Hoạt động này sẽ thực hiện trong thời gian là 3 tiết. Ok. Sẽ cố gắng là làm thế nào để có một cái cẩm nang cho mọi người dưới hình thức là một cái dạng như là một cái key á, để cho mọi người có thể áp dụng. Và trong cái cuốn sách đó thì nó sẽ có rất là nhiều những cái khá là hay. Đấy, dự án ngôi nhà của bé thì có thể tiến hành trong ít nhất là 3 tiết, hoặc là 3 ngày, hoặc là 3 hoạt động đơn lẻ. Ví dụ chúng ta có thể tiến hành trong hoạt động học này, là khám phá ngôi nhà này, hoạt động góc này, chúng ta bắt đầu thiết kế ngôi nhà này, và hoạt động chiều là chúng ta có thể làm một cái hoạt động còn lại. Thế thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 hoạt động để có thể hoàn thành cái dự án ngôi nhà này. Về yếu tố khoa học thì chúng ta sẽ xem xét đến cái yếu tố là kết cấu của ngôi nhà và các kiểu nhà khác nhau. Và đấy là yếu tố khoa học. Về yếu tố công nghệ thì chúng ta sẽ cùng với lại cha mẹ trẻ cho trẻ xem về các kiểu nhà, xem tranh ảnh, sách tranh ảnh, xem video trên mạng về những cái ngôi nhà và cái cách xây dựng các ngôi nhà như thế nào. Và đây là một cái hoạt động rất là quan trọng. Nếu như các bạn muốn là các bạn hoàn thành các cái mục tiêu của bài dạy, hoàn thành các cái kỹ năng và những cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức nhất có thể, thì các bạn phải làm thật tốt cái công tác phụ huynh. Vì chúng ta phải nhớ rằng là cái môi trường nó rất là quan trọng. Nếu những thứ các bạn dạy ở lớp mà không được mang về nhà để áp dụng thì ra khỏi cổng trường các con sẽ giả lại cho các bạn ngay. Thế cho nên là khi mà các bạn muốn dạy cái điều gì thì mình khuyên các bạn là nên nên thông báo trên nhóm phụ huynh là tuần này tôi dạy món này, tôi dạy cái kia, tôi cần các bậc phụ huynh phối hợp nội dung này, nội dung kia. Và khi đó thì các bậc phụ huynh sẽ có được cái chia sẻ, có thể sẽ cho các con của các bạn xem các cái nội dung liên quan đến cái STEAM và nó sẽ đạt được cái mục tiêu về mặt kiến thức. Vậy thì cái yếu tố công nghệ ở đây là gì? Các con sẽ được xem các cái video trên internet, xem các video ở nhà, rồi xem cái cách xây dựng một ngôi nhà ra làm sao, cần vật liệu như thế nào, các kiểu nhà kiến trúc ra làm sao, ở nhà. Đấy, thì đây là cái công tác phối hợp với phụ huynh. Và các bạn biết rằng là cái tam giác vàng này, nếu các bạn càng phối hợp chặt chẽ, càng cân đối thì các con càng phát triển tốt. Về mặt chế tạo thì chúng ta sẽ xem xét những cái yếu tố là làm thế nào để có thể xây nhà mà không bị đổ, chọn được nguyên vật liệu phù hợp để có thể chế tạo ra một ngôi nhà, chọn một nguyên vật liệu phù hợp để có thể chế tạo ra một ngôi nhà. Ok, mình cũng đang tiến hành là tải các cái like này xuống và đăng lên trên YouTube. Tải các like này xuống để đăng lên trên YouTube để các bạn có thể xem lại. Thì những cái like mà mình chia sẻ thì mình sẽ up lại cho mọi người. Vì mình có xem lại cái phần mà phát lại nhưng nó không làm được. Về yếu tố nghệ thuật thì các bạn cha mẹ Quân. Thực ra cái STEAM thì áp dụng mầm non hay tiểu học nó rất là na ná như nhau, chỉ có hơn ở chỗ là trẻ tiểu học thì cái kỹ năng của các con tốt hơn, và các con hình như là Margaret Nguyễn thì phải, hình như trên 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 cái kênh trên cái profile TikTok của mình có đấy, các bạn ấn vào cái hình hình tam giác ấy, các bạn ấn vào cái hình tam giác có dấu YouTube ấy là có thể tìm được. Thì cũng nói với mẹ Quân là cái phần mà tiểu học với lại mầm non nó rất là giống nhau, chỉ có cái là về phần tiểu học thì cái yếu tố mà khám phá thì các cô sẽ không phải làm nhiều hơn. Ví dụ như ở mầm non ấy, để mà làm được một cái hoạt động chế tạo thì chúng tôi sẽ phải làm rất là nhiều các hoạt động khám phá, nhưng đối với tiểu học thì có thể khám phá xong là các con có thể chế tạo ngay được, và chúng ta sẽ có thể làm được ra sản phẩm ngay, và cái sản phẩm của các con tiểu học thì có thể ứng dụng và áp dụng vào thực tế
tốt hơn là đối với các bé mầm non. Chúng ta sẽ xem xét đến yếu tố chế tạo. Là ok mẹ Quân, chúng ta sẽ chia sẻ tiếp vào cuối của live này. Làm thế nào để xây được một cái nhà mà không bị đổ và chọn được nguyên vật liệu phù hợp để chế tạo một ngôi nhà? Thì các bạn hình dung là gì? Đối với hoạt động STEAM mầm non thì chúng ta không phải là xây nhà bằng bằng gạch hay là bằng xi măng, mà chúng ta có thể là cho trẻ những cái vật liệu để thay thế, những cái vật liệu gây nhiễu, vật liệu để thay thế. Và khi mà có các cái vật liệu thay thế này thì các con sẽ sử dụng các cái nguyên vật liệu đó để tính cái độ chịu lực, độ cân bằng, làm thế nào để có thể làm được cái ngôi nhà nó có thể đứng được. Đấy, thì đấy là cái yếu tố về mặt chế tạo. Về mặt nghệ thuật, chúng ta sẽ xem xét đến là gì ạ? Cái màu sắc của ngôi nhà, yếu tố thẩm mỹ của ngôi nhà, và đặc biệt chúng ta sẽ có thể lồng ghép được vào cái câu chuyện, một cái câu chuyện có tính nhân văn rất là cao và có tính ứng dụng rất là lớn. Mình rất thích cái câu chuyện đó. Đó là cái câu chuyện ba chú lợn nhỏ. Và cái câu chuyện ba chú heo heo nhỏ hay ba chú lợn nhỏ này nó có tính ứng dụng rất là cao mọi người ạ. Ngay cái nội dung của câu chuyện thôi thì cũng đã cho mọi người thấy rằng là cái nguyên vật liệu nào đã có thể làm được ra một ngôi nhà chắc chắn. Đấy thì cái yếu tố nghệ thuật nó còn mang tính chất nhân văn. Mình thì mình không nghĩ rằng là dự án của 3 tuổi thì nó ít, mình thấy nó rất là nhiều. Và cuối live thì mình sẽ chia sẻ với bạn Hoàng Ngân về toán học. Về toán học thì đương nhiên các bạn sẽ thấy là gì? Số lượng vật liệu cần có này, rồi đo lường các kích thước làm sao cho cân đối này, rồi phân biệt, nhận biết phân biệt các hình dạng. Thậm chí đối với toán học chúng ta sẽ có thể có cái nội dung là phân chia phân nhóm, làm thế nào để cho các con có thể cùng nhau chuẩn bị về vật liệu. Ví dụ như là chúng ta cần có một ngôi nhà và có cần cần rất là nhiều bìa chẳng hạn, thì cái số lượng bìa đó là bao nhiêu và mỗi bé cần phải chuẩn bị như thế nào? Ok, mình sẽ trả lời sau nhé bạn user 7329. Bạn 73 user 7329 đổi tên đi. Đấy, về mục đích yêu cầu, thế thì các bạn nhớ này, đối với STEAM thì các bạn sẽ thấy là gì? Nếu như đối với các cái môn học đơn lẻ ở trong chương trình giáo dục mầm non thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ đặt nặng về phần kiến thức. Các bạn sẽ đặt nặng về phần kiến thức và các bạn yêu cầu các con phải biết, phải hiểu, phải phải học thuộc. Thì đối với STEAM, nếu như các bạn muốn áp dụng STEAM thì các bạn phải tăng cái phần kỹ năng này, tăng cái phần thái độ lên. Đấy, và cái phần kiến thức có thể ít đi, có thể kiến thức chỉ cần biết là có bao nhiêu kiểu nhà, cần phải biết bao nhiêu vật liệu mà thôi. Còn số lượng là bao nhiêu, cái nguyên vật liệu nào có thể áp dụng được với nguyên vật liệu nào, đo lường ra làm sao để cho nó cân bằng, thì chúng ta chỉ cần cái kiến thức cơ bản vậy thôi. Có bao nhiêu kiểu nhà, nhà có mái, nhà mái bằng, hay là nhà nhà bằng rơm, nhà bằng gỗ hay như thế nào, thì chúng ta chỉ cần cung cấp cho các con biết cái cơ bản là về nhà như vậy. Nhưng đối với kỹ năng thì các bạn cần phải làm rõ, vì đối với STEAM thì cái kỹ năng nó rất là quan trọng. Đối với STEAM là cái kỹ năng rất là quan trọng. Các bạn hình dung như thế này này. Nếu ngày xưa chúng ta ok, chào thầy Phúc ạ. Các bạn thấy là ở trên màn hình có thầy Phúc ạ. Nếu như ngày xưa các bạn thấy là gì? Các bạn học về về các cái chương trình, các cái môn học ở trong chương trình giáo dục mầm non để có thể đạt được các cái mục tiêu về lĩnh vực phát triển nhận thức này, rồi phát triển thẩm mỹ, phát triển ngôn ngữ, thì các bạn sẽ đặt nặng vấn đề là trẻ biết gì và hiểu gì. Và hai cái nấc thang này là hai cái nấc thang thấp nhất của cái thang nhận thức. Và các bạn hình dung là nếu như các bạn muốn dạy theo STEAM, các bạn muốn các con hiểu về STEAM và có thể hoạt động tốt nhất trong STEAM, thì các bạn phải coi trọng, chú trọng hơn về cái yếu tố kỹ năng và cái yếu tố thái độ. Đấy, thì lúc đó cái mục tiêu về STEAM chúng ta mới đạt được. Và cái yếu tố kỹ năng thì đôi khi chúng ta chỉ cần là gì ạ? Trẻ có thể đưa ra quyết định, trẻ có thể đưa ra quyết định về cách lựa chọn nguyên vật liệu để làm cái ngôi nhà của trẻ, theo cái nhóm trẻ của trẻ, hoặc là theo cái mong muốn của trẻ. Nghĩa là đưa ra quyết định, đây là một kỹ năng đưa ra quyết định nó rất là quan trọng. Ví dụ như là rất là lâu rồi trẻ mầm non của chúng ta cảm thấy là rất bị mất tự tin. Vì sao? Khi mà trẻ đưa ra thì hay bị cô giáo là không khen ngợi này, và cô giáo luôn nhận nhận xét là các con làm đúng hay làm sai. Đấy, các con làm đúng hay làm sai. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tự tin của trẻ.
Thế thì bây giờ trẻ dám đưa ra quyết định rằng là con chỉ làm nhà bằng rơm thôi. Mặc dù khi mà trẻ nghe cái câu chuyện về ba chú lợn nhỏ, trẻ thấy mà, trẻ thấy được vấn đề là gì, làm nhà bằng rơm thì nó không bền, nhưng con muốn làm nhà bằng rơm. Vì sao? Vì là nếu như mà nó hỏng thì con sẽ làm được ngôi nhà khác, và con ít tốn thời gian hơn. Thì đấy là cái kỹ năng ra quyết định của trẻ. Rồi cái kỹ năng thứ hai mà các cô cần chú trọng đó là làm việc nhóm. Cái việc kỹ năng làm việc nhóm không phải là các cô nhóm trẻ vào làm một nhóm, mà các cô phải làm gì ạ? Các cô phải cho trẻ có thể hoạt động nhóm một cách thật sự, là trong cái nhóm đó trẻ có thể bàn bạc, trẻ có thể phân công ai là người đứng đầu này, ai là người sẽ là đội trưởng này, ai sẽ là chịu trách nhiệm nội dung này, ai là chịu trách nhiệm nội dung kia. Và trong cái nhóm đấy phải thống nhất được với nhau là phân công nhau, người này làm việc này, người kia làm việc kia. Và đấy là cái yếu tố rất quan trọng của STEAM các bạn nhé. Khi mà hoạt động dự án thì cái việc mà phân công người này làm việc này, người kia làm việc kia, nó là một phần của dự án. Và nó cái việc hoạt động nhóm, cái việc phân công, trò chuyện, rồi cùng nhau phân tích, cùng nhau thống nhất và biểu quyết một cái nội dung và chịu trách nhiệm về nội dung đó là một một trong những cái nội dung rất quan trọng của việc làm việc nhóm. Thế thì cứ hình dung như này. Nếu như ở trong trường các bạn được phân công là hai cô cùng một nhóm. Hai cô cùng một nhóm thì đương nhiên hai cô giáo sẽ phải cùng bàn bạc để làm thế nào để có thể dạy trẻ một cách tốt nhất. Và cái kết quả của cái lớp đó thì hai cô phải là người chịu trách nhiệm, chứ không phải là cô giáo chủ nhiệm chịu trách nhiệm, còn cô giáo phụ thì không chịu trách nhiệm. Đấy, thì cái hoạt động nhóm thì cái kỹ năng mà bàn bạc, phân công, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau hỗ trợ, người này làm việc này, người kia làm việc kia, và cùng nhau chịu trách nhiệm về kết quả, thì đó là yếu tố quan trọng của việc làm việc nhóm. À, một cái kỹ năng nữa đó là kỹ năng phối hợp bố cục các cái gì ạ? Và phối hợp bố cục các kỹ năng để tạo thành cái bản vẽ. Hay nói cách khác, nếu như chúng ta lại mở rộng ra, tôi đã từng chia sẻ với các bạn là gì? Cái kỹ năng sketch note, rồi cái kỹ năng sơ đồ tư duy. Đúng rồi, chính xác. À, thì cảm ơn thầy Phúc đã nhắc lại bài cho tôi, là cái kỹ năng hợp tác, chính xác. Là chúng ta sẽ nhớ là khi chúng ta muốn muốn vẽ vẽ thiết kế, chúng ta muốn hình dung một cái quá trình làm được cái ngôi nhà đó, thì chúng ta sẽ có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng là hình thành các cái bản vẽ, hay là chúng ta có thể tổng kết các cái nội dung đó vào một cái poster. Chúng ta thường gọi nó là poster đúng không, nhưng đó chính là hình thức để trình bày về mặt sơ đồ tư duy. Và các cô có thể nên nghiên cứu về nội dung này vì nó sẽ giúp cho các con hình dung rất là tốt. Sơ đồ tư duy thì các bạn có thể lên trên mạng, các bạn học về kỹ năng vẽ sketch note, rồi kỹ năng sơ đồ tư duy, vẽ làm sơ đồ tư duy, nó rất là dễ thôi, cũng không cần phải đi học đâu xa và cũng không cần quá cầu kỳ, nhưng các cô có thể giúp cho các con hình dung tốt nhất. Thì đó là một kỹ năng, và khi các cô hình dung được thì các cô sẽ giúp cho các con có thể làm được cái kỹ năng này. Kỹ năng cuối cùng đó là gì, mà các cô cần phải cung cấp trong một cái dự án, nhất là cái dự án ngôi nhà này, thì các bạn phải gì ạ, có thể là đề xuất cái kỹ năng đề xuất với lại giáo viên, mong muốn là cần cái gì, mong muốn cần cái gì, con cần cái này, con cần cái kia, con cần cô giúp đỡ việc này, con cần cô hỗ trợ việc kia, con muốn cô giúp cho con việc này. Đấy là kỹ năng đề xuất. Rồi kỹ năng là lắng nghe ý kiến của các bạn và xin ý kiến của các bạn về cách chọn vật liệu. Cái này nó ở cái nội dung này này các bạn này, nó này là ở cái nội dung này, khi mà các bạn ấy. Đúng rồi, chính xác. Ban Mai Xanh, cô giáo mầm non rất là giỏi. À, khi mà các bạn cùng các nhóm sau khi đã bàn bạc nhau và thống nhất về các cái phương án rồi, thì chúng ta sẽ có một cái thao tác, đó là thao tác gì ạ? Là các nhóm sẽ cùng nhau chia sẻ cái ý tưởng của nhóm mình. Thế thì khi mà đã chia sẻ ý tưởng của nhóm mình thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là à, bạn này có một cái kỹ năng hay hơn, cái bạn kia có một kỹ năng hay hơn, và chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta có thể đề xuất. Cái kỹ năng đề xuất này thì thực ra là các cô phải rèn rất là nhiều, kể cả là cái việc mà trẻ đặt câu hỏi với cô ấy, thì thực ra mình nhớ là từ năm 2011, 2012, mình dạy ở trường mầm non Hương Sen, thành phố Tuyên Quang. Từ năm 2011 và 2012, mình đã có cái kỹ năng là trẻ đặt câu hỏi lại cho cô. Sau khi dạy xong bài đó thì mình luôn luôn hỏi là các con thấy bài dạy hôm nay các con thấy như thế nào, và các con có câu hỏi gì cho các cô không? Đấy, và các bạn biết là từ năm 2011-2012 là cái thời điểm đó chúng ta chưa có STEAM đâu, chúng ta cũng chưa có lấy trẻ làm trung tâm đâu. Và khi đó là bởi vì mình có được một cái may mắn là mình làm việc với chuyên gia nước ngoài, dạy cái môn bàn tính gẩy của Soroban ấy, bàn tính gẩy của Soroban ấy, thì khi đó họ ấy hướng dẫn
các cái nội dung để tăng cái tính cảm xúc, tăng cái kỹ năng sống cho trẻ. Và mình hiểu được rằng là cái đứa trẻ khi mà nó có thể thể hiện được cái mong muốn của nó thì nó sẽ rất là tự tin. Thì đấy là cái nội dung mà các bạn có thể thể lưu ý. Nhớ là gì? Nếu như muốn cái hoạt động đó là STEAM một cách thật sự, không phải là STEAM một cách hình thức nhé, STEAM một cách thật sự, thì các bạn phải chú trọng vào kỹ năng và thái độ. Còn cái mục tiêu của kiến thức các bạn có thể cung cấp ở ngoài. Các bạn có thể cung cấp ở ngoài. Hoặc là nếu như các bạn muốn đạt cái mục tiêu về về chương trình giáo dục mầm non, không nhất thiết các bạn phải đưa vào trong hoạt động học đâu các bạn ạ. À. Không nhất thiết các bạn phải đưa vào. Ok, bạn Hoa Sơn Rồng bạn dạy trường nào ạ? Không nhất thiết các bạn phải đưa vào hoạt động học đâu. Thực ra ví dụ như này, cái đong đong đo nước chẳng hạn nhá. Thì cái mục tiêu đó là mục tiêu đo về dung tích của lớp mẫu giáo nhỡ hai đối tượng. Thì các bạn thấy là gì? Các bạn có thể dạy ở ngoài trời được. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà chúng ta cân đối được cái việc này, chúng ta sẽ thấy là gì? À, có thể là có những cái nội dung không cần phải đưa vào hoạt động học. Ngay từ năm ngoái ở trường mình ấy, 75% 75% mục tiêu kết quả mong đợi của độ tuổi mình đưa hết ra ngoài hoạt động khác, và chỉ có những cái nội dung khó, rất rất khó. Ồ tuyệt vời, thế thì cũng gần nhau thôi ạ. Có cái nội dung rất khó mình mới đưa vào hoạt động học và dạy nó một cách bài bản và chi tiết, còn lại tất cả đều là hoạt động khác. Thậm chí có những hoạt động phối hợp phụ huynh, phối hợp với phụ huynh, các bạn có thể cung cấp rất là tốt. Ví dụ dự án về ngôi nhà này, các bạn có thể cung cấp cho các con về các kiểu nhà, cách làm nhà, xây dựng một ngôi nhà ra làm sao. Khi mà các con đã được bố mẹ trao đổi ở nhà, các bạn sẽ thấy là đến lớp các con thể hiện rất là nhiều thứ, các con biết biết rồi mà. Và bao giờ cũng thế, các con biết rồi thì các con sẽ tự tin rất nhiều. Lý do vì sao mà khi nào bạn nào mà đến dự giờ ở trường mình ấy, rất là ngạc nhiên, tại sao ạ? Gần 100 người ngồi dưới nhưng học sinh của mình không bao giờ để ý đến đến các bậc phụ huynh. Không bao giờ để ý đến các cái đại biểu ngồi xung quanh, cũng không có ý kiến gì luôn. Thậm chí các bạn ấy làm xong, đấy, các bạn ấy mang xuống giới thiệu luôn với đại biểu và hướng dẫn luôn đại biểu cách cái dùng cái đồ dùng đó. Và rất là dễ và tương tác rất là tốt. Thì còn đấy là phần kỹ năng. Về thái độ, việc đầu tiên thái độ đó là gì? Trẻ hứng thú. Cái ba lem chấm điểm của giáo dục mầm non các bạn thấy rồi, cái yếu tố về sự hợp tác, cái yếu tố về hứng thú tích cực hoạt động 8 điểm, 8 điểm các bạn thấy không, yếu tố chuẩn bị đồ dùng các bạn có 4 điểm và 8 điểm thuộc về trẻ, chúng ta đã có 12 điểm rồi. Và chúng ta chỉ còn bao nhiêu thôi ạ? Chúng ta chỉ còn 8 điểm vào các cái kiến thức, kỹ năng và phương pháp của cô giáo. Phương pháp ok, chúng ta đã học và chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Đấy, chúng ta lại có 4 điểm của phần phương pháp, vậy chúng ta đã có 16 điểm. Và chúng ta chỉ còn có mỗi 4 điểm của kiến thức cơ bản thôi. Các bạn chỉ cần nhìn vào ba lem điểm các bạn đã hiểu là chúng ta đang cần phải làm gì. Đấy. À, mình đang đang trình nhà nhà xuất bản và không biết là bạn Vi Nguyên ạ, không biết là trong thời gian tới có kịp không, nhưng mà sớm nhất thì mình sẽ đưa vào tháng 11 là sẽ xong, là đưa vào trường Đại học Tân Trào, là cái trường đại học ở nơi mình đang đang sinh sống á. Thì nếu như xuất bản thì mình có thể sẽ chia sẻ với mọi người. Trường mầm non Thắng Quân thì rất gần. Ok, tiếp nào, chúng ta sẽ nhớ nhé, đối với lại lại team thì phải chú ý đến kỹ kỹ năng và thái độ, được chưa ạ? Về phần chuẩn bị, ok, các bạn sẽ xem là các bạn làm gì, các bạn chuẩn bị cái đó. Chuẩn bị này không phải là cô chuẩn bị này là cô và trẻ cùng chuẩn bị. Đấy, cô và trẻ cùng chuẩn bị. Các bạn nhớ là các bạn không nên làm hết từ A đến Z. Như vậy nó mất đi cái hứng thú, nó mất đi cái cảm hứng của trẻ khi mà trẻ chuẩn bị đồ dùng. Nếu làm cái gì hãy cho các con quyền được chuẩn bị những cái đồ các con làm. Vâng. Để sau đi bạn Linh Chi, mình đang dở cái phần này, nếu không là sẽ bị lỡ của mọi người. Ok, tiếp theo đến phần lập kế hoạch tiến hành bài giảng STEAM để chế tạo ngôi nhà. Chúng ta nhớ là gì? Nếu như chúng ta theo quy trình EDP, chúng ta sẽ có 9 bước. Được chưa ạ? Đấy là quy trình dạ, thiết kế kỹ thuật. Còn nếu như chúng ta theo 5E là chỉ khám phá thôi, chúng ta sẽ có 5 bước. Chúng ta ở đây là hoạt động gì ạ? Là hoạt động gì ạ? Dự án gì ạ? Bạn nào có thể nhắc lại dự án ạ? Để xem có các bạn có nghe từ đầu đến cuối không? Nào, chúng ta có dự án gì đây ạ? Chế tạo gì ạ? Chế tạo ngôi nhà. Vậy thì chế tạo thì chúng ta sẽ áp dụng quy trình gì ạ? Quy trình thiết kế kỹ thuật, đúng không ạ? Các bạn nghe thấy chưa? Chế tạo ngôi nhà, nhớ nhá. Nếu như nó là chế tạo thì chúng ta phải hiểu là gì? Mục tiêu chính của chúng ta là gì? Chế tạo. Cái gì được đưa lên đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa cái mục tiêu đó lên đầu tiên. Và cái chế tạo này nó thuộc phần gì ạ? Phần kỹ năng. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ chế tạo ngôi nhà và chúng ta sẽ nhớ là gì? Hoạt động của chúng ta là hoạt động chế tạo ngôi nhà. Đúng rồi ạ.
Phần 1 là phần gì ạ? Bao giờ cũng vậy, khơi gợi này. Thì, lát nữa mình sẽ đao cái video này xuống và sẽ up lên YouTube cho các bạn. Nêu vấn đề ngôi nhà của bé. Nào, nêu vấn đề ngôi nhà của bé, rất là nhiều cách để làm đúng không? Kể câu chuyện ba chú lợn nhỏ này, rồi có thể là chúng ta đã khơi gợi bằng cách là gì? Cho trẻ ra ngoài sân quan sát các ngôi nhà xung quanh sân trường này, và chúng ta sẽ giao nhiệm vụ cho trẻ là về nhà các con sẽ cùng xem cách làm ngôi nhà ra làm sao, có bao nhiêu kiểu nhà, mang tranh ảnh của các con đến đây cho cô, rồi mang hình ảnh của các con đến đây cho cô. Đấy, ví dụ như vậy. Margaret Nguyễn bạn ạ. Ở trên kênh profile TikTok của mình có đấy. Các bạn ấn vào cái hình tam giác ấy. Ok, thế thì đấy là cái phần khơi gợi. Cái khơi gợi là gì? Cái khơi gợi là cái cách để mình đưa cái vấn đề đó đến với các con. Vậy thì có rất nhiều cách để đến các con. Chúng ta dẫn tay các con ra ngoài sân dạo chơi. Ồ, xung quanh trường chúng ta có nhiều ngôi nhà đẹp quá. Hôm nay chúng mình có thể quan sát các ngôi nhà được không? Ok, thế là bắt đầu cho trẻ nào, có bạn nào có thể tả cho cô nghe xem là ngôi nhà như thế nào không nhỉ? Sau khi là rất là hào hứng, chúng ta bắt đầu là trò chuyện xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tái hiện lại là bằng ngôi nhà nào. Bạn nào có thể giúp cô là xem ở xung quanh sân trường chúng ta có những vật liệu gì chúng ta xếp ngôi nhà không nào? Thế là bắt đầu các bạn đi tìm que, tìm lá, các bạn đi xếp ngôi nhà, các bạn dùng phấn để vẽ. Ok xong. Đấy là cái phần khơi gợi và chúng ta giao nhiệm vụ là ngày hôm nay về nhá, các con về nhà này. Cô sẽ nói với bố mẹ sẽ cho các con xem các cái ngôi nhà này, xem các kiểu nhà này, xem cách để có thể xây được một ngôi nhà này. Ok, đúng không ạ? Các con rất là thích, mình thích cái hoạt động mà để cho các con về. Vì sao? Các con về sẽ liên tục kể với phụ huynh là hôm nay con được ra quan sát ngôi nhà này. Ôi, cái ngôi nhà này ở trường, cạnh trường con có ngôi nhà mấy tầng, mấy tầng, mấy tầng. Các bé sẽ kể lại cái câu chuyện của các bé. Đấy, và phụ huynh cũng thấy rất hào hứng và khi mà nghe cô giáo chia sẻ lập tức mở mở các cái thông tin để cho các con xem về ngôi nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu là gì? Đến hoạt động 2 là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về ngôi nhà. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ khám phá về cách làm ngôi nhà. Lúc này chúng ta có thể đưa cái câu chuyện ba chú lợn nhỏ vào. Đúng không ạ? Để chúng ta thông qua cái câu chuyện đó chúng ta bắt đầu thống nhất là sẽ có cái cách làm nhà, nguyên vật liệu ra làm sao. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch hoạt động là chúng ta sẽ gì ạ? Các vật liệu làm ra nhà là gì? Những nguyên vật liệu nào có thể làm nên ngôi nhà? Chúng ta sẽ thiết kế là đóng vai những kiến trúc sư thiết kế nên ngôi nhà đó bằng cách là hình thành các poster này, rồi hình thành các cái sơ đồ này để về ngôi nhà như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế chế tạo ngôi nhà và chúng ta sẽ trưng bày những cái ngôi nhà của bé. Chúng ta cùng nhận xét, chúng ta còn cùng tuyên truyền với phụ huynh là hôm nay các con đã làm được cái điều gì. Thì đấy là cái phần lập kế hoạch. Cái phần này các bạn, đây mình nói ngắn gọn như này để các bạn hình dung ra nếu như các bạn mà đưa vào poster thì đưa đúng như vậy. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến là chúng ta sẽ hoạt động ở tiết 1 chúng ta làm gì, tiết 2 chúng ta làm gì, tiết 3 chúng ta làm gì. Ở tiết 1 các bạn có thể làm gì? Y như mình nói, các bạn sẽ ra ngoài sân này trò chuyện này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cùng trò chuyện với trẻ về các kiểu nhà thông qua các cái nội dung mà các bé đã được bố mẹ cho xem ở nhà. Là chia nhóm, chia nhóm. Thường ấy, thì nếu như mà các bạn muốn ấy, thì các bạn hãy cho các con mang một cái điều gì đó ở nhà đi. Ví dụ các con mang nguyên vật liệu đến thì có thể cho các trẻ chia nhóm và trò chuyện xem là cái nguyên vật liệu con mang đến là gì, tại sao con mang nguyên vật liệu đó, cái nguyên vật liệu đó để làm gì, cho vào đâu của cỡ trong cái ngôi nhà. Ví dụ thế, các bé sẽ chia sẻ cái nội dung này cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu khám phá và tìm giải pháp. Thì khi đã trò chuyện xong rồi thì chúng ta sẽ có thể là bây giờ chúng ta sẽ trở thành các chú kiến trúc sư, chúng ta sẽ xây những ngôi nhà đúng không? Và bây giờ cô có một cái câu chuyện rất là hay. Cô sẽ có một cái câu chuyện rất là hay và sẽ kể cho các con nghe, đó là câu chuyện ba chú lợn nhỏ. Ba chú lợn mỗi chú xây được một ngôi nhà rất là đẹp. Nhưng chúng ta cùng lắng nghe, cùng nghe câu chuyện này xem chú lợn nào xây được ngôi nhà đẹp nhất này, bền nhất này, và có thể có khả năng chống chịu được gì ạ, mưa gió bão bùng này, và có thể ở được lâu nhất. Ví dụ như vậy. Và chúng ta kể câu chuyện ba chú lợn nhỏ. Và tại sao chúng ta lại phải có cái câu chuyện ba chú lợn nhỏ này? Vì chúng ta muốn đưa các cái kiến thức khoa học cho trẻ. Chúng ta muốn đưa các kiến thức về xây nhà cho trẻ bằng một cách dễ nhất, đó là trẻ tự hình dung, trẻ sẽ nhập vai vào các chú lợn nhỏ. Và trẻ sẽ thấy là gì? Các chú lợn còn xây được nhà thì chúng ta cũng sẽ có thể xây được nhà. Và các chú lợn có tư duy như thế, chúng ta sẽ có tư duy như thế này. Đấy, thì đây là cái cách để chúng ta đưa cho trẻ về yếu tố khoa học đấy. Chính là yếu tố khoa học về xây nhà, quy trình về xây nhà, kỹ thuật về xây nhà. Đấy, thì đấy là cái nội dung mà chúng ta có thể đặt vấn đề với trẻ và đưa vào các nội dung đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng với trẻ làm gì ạ?
có thể cho trẻ lại chia nhóm về phần này. Vì sau sau khi nghe câu chuyện xong thì có những cái mà trẻ đã được xem ở nhà, thông qua câu chuyện trẻ sẽ nảy ra, trẻ sẽ rất là muốn phát biểu. Chúng ta hãy cho trẻ cùng phát biểu về các cái nội dung mà trẻ cảm nhận được trong câu chuyện. Các con thấy là gì? Chú lợn hồng xây nhà như thế nào? Chú lợn đen xây nhà ra làm sao? Chú lợn trắng xây nhà ra làm sao? Đúng không ạ? Trẻ sẽ thể hiện là con thích cái ngôi nhà của bạn này này, bạn lợn hồng xây nhà này rất là vững chắc này, và chú hổ, mà con cái gì nhỉ, cái bạn hổ vằn hoặc cái chú hổ vằn ấy thổi gió như vậy nhưng mà ngôi nhà vẫn vững chắc, và em con tin rằng nếu mà con xây được ngôi nhà như vậy thì nó sẽ rất là sẽ, con sẽ ở được rất là lâu này, nó rất là an toàn chẳng hạn như vậy. Thì đấy là cái câu chuyện mà các khi mà các bạn trò chuyện thì các bạn sẽ có thêm được các cái kỹ năng để các bạn đặt vấn đề với các con bằng ngôn ngữ của các con. Khi nào các bạn dạy thì các bạn sẽ để ý xem cái cách làm thế nào để trẻ có thể khơi gợi được, trẻ nói nhiều nhất thì các bạn sẽ biết cách để khơi gợi làm sao cho các con tự thể hiện. Ok, đấy, địa chỉ YouTube ở trên profile cá nhân bạn ơi. Thế thì sau đó chúng ta sẽ một lát nữa đi ạ. Sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch hoạt động. Sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch hoạt động. Và cái lên kế hoạch hoạt động này thì chính là cái nội dung video mà các bạn đã cho các con xem. Có thể các bạn có thể cung cấp lại cái phần này, hoặc các bạn có thể đưa cái poster ra. Đấy, là để cho các con có thể hình dung ra là gì, cái ngôi nhà đó nó cần những nguyên vật liệu như thế nào, xây nhà ra làm sao, và để xây dựng ngôi nhà thì cần những cái gì. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho trẻ chơi trò chơi xây dựng. Thì chúng ta kết thúc ở hoạt động này. Vì sao? Nó sẽ hình dung là gì? Hàng ngày các con đều chơi hoạt động góc, các con đều đóng vai chú kỹ sư để xây nhà, thì ngày hôm nay các con cũng chơi cái hoạt động này. Vừa là gì ạ? Vừa là chúng ta đang có rất là nhiều các cái hoạt động tĩnh rồi, bây giờ các bạn chuyển sang hoạt động động, và các con sẽ được hoạt động ở trong cái nhóm lớp một cách thoải mái. Và các con hình dung là gì? Bây giờ các con sẽ xây nhà ra làm sao, xây nhà như thế nào. Đấy, thì đấy là cái nội dung câu chuyện mà ở tiết 1 chúng ta sẽ làm như vậy. Và các bạn hình dung nhé, trong cái quá trình các con chơi trò chơi xây nhà ở góc xây dựng, vâng, thì chúng ta sẽ giúp các con hình dung ra cái quá trình xây nhà ra làm sao. Đấy là hết tiết 1. Đấy, và nhớ là gì, hết tiết 1 xong thì cái nội dung đó luôn luôn được các cô củng cố, ở nhắc nhở, ở ví dụ có thể là sẽ nhắc lại các cái cảm xúc, ví dụ như là lúc ăn cơm này thì cô có thể nói là hôm nay chúng mình chơi xây nhà vui lắm đúng không ạ, hoặc là có vui không, các con chơi chơi xây nhà các con có thấy vui không. Nếu bạn A bạn B này, hãy nói cho cô biết là con xây nhà thì con đã xây được nhà như thế nào chẳng hạn như vậy. Đấy, thì đó là cái câu chuyện của hết tiết 1. Nhớ luôn luôn ghim lại, chúng tôi gọi ở trong NLP ấy, là cái việc mà ghim ghim cái cảm xúc của trẻ lại bằng cách là gì, luôn luôn lưu lại cho trẻ những cái cảm xúc tốt. Nếu trẻ của các bạn hoạt động hứng thú thì các bạn nhớ ghim lại cái cảm xúc đó cho các con, là hôm nay các con chơi rất là vui, thì cô phải ghim lại cái cảm xúc đó là các con chơi rất đấy, và nhớ là neo lại cái cảm xúc đó cho các con. Thì đó là một kỹ năng của NLP, đó là một kỹ năng của NLP. Và các bạn lưu ý, cái việc neo cảm xúc, cái việc ăn mừng là một trong những kỹ năng mà giúp cho các con có tinh thần hưng phấn để tiếp tục tham gia vào hoạt động tiếp theo. Thì đó là cái nội dung của tiết 1. Đến tiết 2 các bạn vẫn chơi trò chơi gì ạ? Các bạn có thể chơi trò chơi vận chuyển xây dựng để bắt đầu đưa vào công trình. Đây là cái trò chơi giúp các bé hình dung là được đóng vai các bác thợ xây, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sau khi vận chuyển xong rồi thì trò chuyện với trẻ là các con đã chuẩn bị những vật liệu gì, các con chuẩn bị gạch này, các con chuẩn bị bay này, các con chuẩn bị cái A, cái B, cái C, rồi bìa, các cái nguyên vật liệu mà các con mang đến. Sau đó chúng ta sẽ cùng thiết kế ngôi nhà. Và đây là hoạt động 2 và cũng là bước 4 trong quy trình. Chúng ta sẽ đóng vai các cô chú công nhân xây dựng, cùng nhau ngồi bàn bạc về một cái bản vẽ trông rất giống kỹ sư luôn, cùng nhau vẽ một bản vẽ hình dung ra xem chúng ta sẽ xây dựng cái ngôi nhà đó như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau là hoàn thành cái bản vẽ. Sau đó ví dụ cô sẽ có thể củng cố lại cho các con là gì, các con vẽ này, ví dụ như là mái nhà là hình gì này, thân nhà hình gì này, các cửa sổ hình gì này, các con có nên trang trí thêm gì nữa không chẳng hạn như vậy. Đấy, thì đấy là cái nội dung mà chúng ta sẽ có thể đưa vào để lưu lại cái ấn tượng cho bé. Và sau đó thì chúng ta trưng bày cái poster đó lên. Cái bản thiết kế của các bé ở cái nội dung ở tiết 2 này nó có yếu tố rất quan trọng trong cái việc thiết kế. Vì sao? Khi vẽ lại trẻ hầu như hình dung được
Và đấy là một trong những cách mà tư duy bằng hình ảnh tốt nhất cho trẻ. Và các cô nên nên lưu tâm lại cái nội dung này. Tại sao chúng ta phải sử dụng sơ đồ tư duy? Tại sao chúng ta lại phải sử dụng kỹ năng sketch note để vẽ bằng hình ảnh? Vì trẻ học và trẻ không học được chữ. Ví dụ như nó, tất cả chữ hay là số hay là hình ảnh, nó đều là ký tự đối với trẻ. Vậy thì chúng ta nên cung cấp cho trẻ những cái gì lưu giữ và có thể ấn tượng nhất với trẻ, thì bằng hình ảnh sẽ gây ấn tượng hơn, tốt hơn cả. Đấy. Thế thì đấy là cái nội dung, đấy là cái nội dung về yes, đúng rồi, là tư duy thiết kế. Và đấy là chúng ta sẽ cùng trưng bày các cái bản thiết kế lên. Và chúng ta lại làm việc gì nhỉ? À, bây giờ chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Một buổi triển lãm về các bản thiết kế của các kỹ sư, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu gì ạ? Trò chuyện xem là các cái kỹ sư sẽ được thuyết trình về cái chúng ta có kỹ năng thuyết trình về cái bản vẽ của mình. Bản vẽ của mình, và các nhóm thì có thể đặt câu hỏi phản biện với lại cái nhóm đấy, rồi hỏi, đặt câu hỏi này, rồi có thể nhận xét các cái bản vẽ đó của nhóm bạn. Và chúng ta đã kết thúc tiết 2 hay là hoạt động 2. Và mình nói đến tiết nhé, thì các bạn đừng ấn định đó là hoạt động học. Các bạn có thể là hoạt động khác, có thể là hoạt động chiều, có thể là hoạt động góc. Cứ không ấn định là chúng ta phải làm là hoạt động học đâu nhé. Vì là sẽ có những cái nội dung về STEAM mà chúng ta đưa vào hoạt động học thì nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc là chúng ta đưa vào hoạt động khác. Vì đưa vào hoạt động khác thì ví dụ như hoạt động góc thì các bạn sẽ có cái khả năng để sáng tạo nhiều hơn. Nó sẽ bớt bó buộc các bạn hơn là hoạt động học. Đấy, ví dụ như vậy. Hoặc là ví dụ như là hoạt động ngoài trời, các bạn cũng có thể làm. Đấy, thì cái nội dung này các bạn lưu ý là khi mà tôi nói đến tiết để cho các bạn hình dung ra là hết cái phần này là các bạn sẽ chuyển sang phần khác. Nhưng các bạn hình dung là tiết có nghĩa là các bạn có thể đưa vào hoạt động sáng này, hoạt động học này, hoạt động góc này, hoạt động chiều này, rồi hoạt động ngoài trời này. Đấy là tùy các bạn, được chưa? Và chúng ta sẽ có tiết 3, là chúng ta sẽ gì? Có thể là bắt đầu bằng một bài hát. Ví dụ như là mình thích cái bài nhà của tôi lắm các bạn. Cái bài nhà của tôi khá là hay. Từng mảnh gỗ này cháu xếp thành nhà cao này. Đây mái ngói màu đỏ tươi. Cái bài đấy khá là hay. Chúng ta bắt đầu bằng bài hát đó. Và vừa hát thì chúng ta có thể làm động tác như cái chú thợ xây nào, cầm những viên gạch này, cầm những cái bay này, để cho trẻ hình dung được. Sau đó thì là chúng ta lại cho trẻ lưu giữ lại là trò chuyện về, các bạn biết cái phương pháp đào tạo gia tốc, thì các bạn thấy là các cái hình ảnh về các cái bản thiết kế của trẻ sẽ được các bạn trang trí xung quanh lớp. Vì chưa hết dự án thì các bạn sẽ không bỏ nó đi. Thì có thể cho các bé đi xung quanh lớp trò chuyện với các bản thiết kế của các con. Cho các bé hồi tưởng lại là cần để xây ngôi nhà thì cần những nguyên vật liệu ra làm sao, cần chuẩn bị những nguyên vật liệu thế nào, rồi cái hình ảnh ngôi nhà này nó sẽ như thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu là trò chuyện bằng cách là phương pháp đào tạo gia tốc. Đào tạo gia tốc thì nó có 3 yếu tố như sau: bằng mắt nhìn này, rồi tai nghe này, miệng nói để ôn bài này. Và chúng ta sẽ vận động. Vận động làm sao? Có nghĩa là không ngồi một chỗ. Riêng đối với STEAM, các bạn cho trẻ vận động, di chuyển trong lớp được càng nhiều thì các con sẽ bớt được cái sức ì, và các con sẽ có cái khả năng hưng phấn tốt nhất. Thì cái phương pháp đào tạo gia tốc này giúp cho các bạn là gì? Cho trẻ vận động liên tục. Đấy. Và trẻ có thể đi xung quanh, vẫn là ôn bài nhá, vẫn là ôn bài, vẫn được trò chuyện về các cái khâu bước, vẫn trò chuyện về các cái nguyên vật liệu, nhưng các bé lại được gì ạ? Các bé lại được hồi tưởng lại những cái gì các bé đã làm trong hai tiết trước. Và chúng ta sẽ bắt đầu gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu là chế tạo ngôi nhà. Phần này là một phần quan trọng này. Phần này là khi mà ở cái tiết trước, sau khi thiết kế xong thì các bé cũng đã hình dung là các bé cần những nguyên vật liệu gì rồi, thì cái tiết này đương nhiên các con sẽ đưa ra các cái nguyên vật liệu các con đã chuẩn bị từ nhà mang tới. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại với các con một chút là các con mang cái gì đến lớp, cái nguyên vật liệu đó để làm gì. Sau đó thì sẽ cho trẻ về nhóm cùng nhau phân công là bạn nào làm cái gì, chia ra làm sao để làm được ngôi nhà. Và đương nhiên mình nghĩ rằng đến cái hoạt động này thì để mà thiết kế được một ngôi nhà đối với các con là rất là đơn giản rồi, vì chúng ta đã có 2 tiết để chuẩn bị. Và tiết này để mà xếp được ngôi nhà mình nghĩ chắc là rất là nhanh thôi. Có rất là nhiều người nghĩ rằng là các bé sẽ không sử dụng được súng bắn keo, các bé sẽ không sử dụng được kéo, không sử dụng được màu, không thể tô vẽ được, rồi không thể dán được giấy. Nhưng mà các bạn sẽ rất là ngạc nhiên vì hầu như cái gì có ở trong đầu ấy thì nó sẽ có ở trên tay. Các bé đã nghe, các bé đã nói, các bé đã được xem, các bé đã được ôn, các bé đã được trò chuyện, được thảo luận rồi, thì đến lúc các bé chế tạo ngôi nhà nó rất là đơn giản.
Đấy, và chúng ta sẽ có một cái hoạt động cuối cùng là gì? Trưng bày các cái ngôi nhà đó ra những cái góc. Sau đó thì cuối hết giờ buổi chiều trà trẻ, có thể có một cái, các bạn nên thiết kế một cái nơi để trưng bày các sản phẩm của các con cho các bậc phụ huynh có thể nhìn thấy. Đấy thì đấy là một cái rất là quan trọng và cũng là một một cái yếu tố để kích thích cái tinh thần của trẻ. Trẻ rất là hào hứng khi mà nói với cha mẹ trẻ là ngày hôm nay con được học cái gì ở trường. Và nếu như mà mẹ trẻ chỉ cần nhìn là à, đây là sản phẩm các con làm hôm nay, chỉ cần hỏi một câu là các con sẽ kể, sẽ tuôn ra, sẽ kể liên tục những cái câu chuyện ngày hôm nay. Và quan trọng nhất, có một cái yếu tố quan trọng nhất mà các cô nên làm, và các cô nếu làm được liên tục, thường xuyên thì sẽ rất tốt cho trẻ. Một là các cô hỏi cảm xúc của trẻ khi tham gia vào hoạt động như thế nào. Thứ hai đó là gì? Sau khi con làm cái dự án này thì con thấy là con có thể ứng dụng được cái này vào đâu, làm được ở trong cuộc sống thì sẽ làm, có nghĩa là ứng dụng vào trong cuộc sống làm cái gì. Ví dụ trong ngôi nhà thì có thể là gì, chúng ta sẽ không thể xây được nhà to, nhưng các con có thể sẽ gì ạ, xây nhà cho búp bê này, xếp nhà cho búp bê này, rồi xây nhà cho những chú kiến này, rồi xây nhà cho những gì ạ, những con vật nhỏ xinh này, rồi xây cái gì ạ, làm mái che cho cây này, cho khỏi nắng này. Thì đấy là cái ứng dụng. Nhưng cái quan trọng nhất của cái phần của STEAM ấy là nó phải gắn liền với cuộc sống. Mà các con nếu làm được hai hoạt động này thì khi các con làm cái này, các con sẽ biết là cái này làm để làm gì và nó sẽ ứng dụng gì trong cuộc sống. Và tất cả các cái hoạt động thì các cô nhớ là gì? Khi mà các cô lựa chọn các cái hoạt động STEAM ấy thì nên chọn những cái hoạt động mà nó có tính phù hợp với địa phương, phù hợp với lớp học, phù hợp với độ tuổi trẻ và phù hợp với cuộc sống xung quanh trẻ. Ví dụ như vậy, nếu như mà ví dụ như là làm bè mảng thì có thể nhà mà không gần suối gần sông các bé sẽ không có ứng dụng nhiều, và có thể là chúng ta sẽ làm cho trẻ tò mò hơn. Ví dụ như không gần suối gần sông thì có thể là vì trẻ chưa được trực biết về các cái thực tế sông và suối như nào, làm cho trẻ tò mò hơn và có thể sẽ là một trong những yếu tố mất an toàn của trẻ. Thì chúng ta lại cần phải nhớ là gì, nếu như dạy về làm bè mảng phải giáo dục trẻ làm sao là khi mà đến những cái chỗ đó phải đi với người lớn và chú ý an toàn. Đấy, thì đấy là cái kỹ năng mà các cô, khi mà các cô lựa chọn chủ đề và cái tính ứng dụng của thực tế là rất là quan trọng. Đấy, thì đấy là về thiết kế nhà. Thế thì bạn bạn Chi Chi đã hình dung ra cái cách làm nhà chưa, chế tạo ngôi nhà chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi của các bạn. Chia sẻ thêm về hoạt động về lĩnh vực tình cảm, kỹ năng xã hội về chú lính cứu hỏa, đúng không? Cái này mình đã chia sẻ ở trên page rồi, và các bạn đừng 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 các bạn chịu khó vào loát và đọc đi. Tiếp nào, sách hướng dẫn STEAM mình trả lời rồi. Trần Hoàng Linh Chi vào page để đọc dự án nha. Dự án ngôi nhà. Ok. Kênh YouTube ở trên profile cá nhân. Rồi, tiếp nào. Ý tưởng với cảnh cây khô nhiều mà bạn. Làm khung ảnh, làm khung tranh, làm ngôi nhà, làm trong chóng, rồi xếp ô tô, xếp cái gì nhỉ? Cơ thể người á, được mà bạn. Halloween sắp đến rồi thì những cái cành cây khô có thể làm kết hợp với lại dây vải vụn ít, chúng ta làm mạng nhện nhiều lắm, làm lọ đom đóm. Ồ, cái món này mình chưa chưa nghe thấy bao giờ ha. Ý tưởng là bạn bạn Hương Nguyễn nói rõ hơn xem nào, về làm lọ đom đóm cái này nó ứng dụng trong cái gì vậy bạn? Có bạn bạn Tuệ Nhuận ơi, bạn có thể ứng dụng STEAM ở nhà cùng con. Bạn chọn cho mình cái quyển sách này này, đây này, của cô Đinh Hồng á, khá là hay luôn. Học STEAM kiểu Mỹ tại nhà. Đấy, ở đây nó có nhiều hoạt động lắm. Và sau đây này, mình sẽ hướng dẫn với các bạn về cái lịch STEAM này này. Các bạn có thể ứng dụng với con của các bạn nhé. Những bạn nào mà có con độ tuổi mầm non ấy, chịu khó hoạt động cùng với các con. Cuốn là Học STEAM kiểu Mỹ tại nhà, mình nhớ là hình như mình đính kèm vào cái like này đấy. Cái cuốn này là các bạn có thể ứng dụng tại nhà được. Soạn STEAM thì soạn như nào, nó rất là vô cùng. Thực ra thì nó còn liên quan đến cái việc là
ở nơi các bạn đang đang làm ấy, thì họ yêu cầu như thế nào về trình bày giáo án, thì thường thì họ sẽ có một cái cố định về giáo án. Nhưng mà ví dụ như ở trường mình á, thì mình không yêu cầu các cô là phải quá cầu kỳ, nhưng ví dụ như là nếu đã là hoạt động STEAM ấy, thì cái việc là các bạn phải xác định là cái phần mà tăng cái phần kỹ năng và thái độ lên, đấy là về mục đích yêu cầu về 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 các cái kiến thức cung cấp đạt được trong tiết dạy. Thứ hai là phải xác định được các yếu tố STEAM ở trong cái bài dạy đó, là nó là hoạt động khám phá hay là hoạt động thiết kế, nó là hoạt động học hay là hoạt động hành, ví dụ như vậy. Soạn giáo án. Hôm trước mình có một cái anh, thực ra gọi là sếp mình thôi, sếp nhưng cũng là một cái lãnh đạo ở trên sở ấy. Anh nói rằng là cái phần mà hoạt động của trẻ là bây giờ không cần thiết, mình cũng thấy nó không cần thiết. Chắc là tới đây mình cũng sẽ bỏ cái phần hoạt dự kiến hoạt động của trẻ đi, vì thực ra mình cũng không thể biết là trẻ nó sẽ làm cái gì ở trong cái tiết dạy đó. Nhưng mà từ lâu đời lắm rồi chúng ta cứ có phần hoạt động của cô và hoạt động của trẻ, mình thấy nó không được hiệu quả lắm. Tết là giáo dục STEM mầm non. Bạn Kim Loan chưa học STEAM mà phải soạn thì mình không khuyên bạn, mình kể cả mình hướng dẫn mình cũng không thể hướng dẫn bạn được, vì là như này, quan điểm của mình ấy là các bạn phải học đã, học để hiểu đã thì mới làm được. Và bản thân mình cũng đã tham gia đến 3 đến 4 khóa rồi mà mình vẫn còn cảm thấy cái kiến thức của mình nó là chưa đủ, cái kiến thức của mình nó là chưa đủ. Thế cho nên là mình mong rằng là các bạn nếu như muốn làm cái gì, đừng đợi ban giám hiệu, đừng đợi ngành học cho các bạn tập huấn, các bạn tự đi học đi. Có rất là nhiều các chuyên gia có thể giúp đỡ bạn. Ví dụ như các bạn thấy là ở trên livestream này có Tele-iSTEM là của thầy Phúc. Thầy Phúc có thể dạy. Đấy, một một trong những chuyên gia rất là tuyệt vời, đã đồng hành cùng với mình từ từ những lúc mà mình còn phải đi mua giáo án này, rồi mình đi xin giáo án khắp nơi. Nhưng mà bây giờ thì mình đã có thể chia sẻ lại với mọi người cái kinh nghiệm mình đã làm được rồi. Đấy, thì các bạn có thể đồng hành với thầy Phúc ở Tele-iSTEM cũng được. Rất là hay. Không biết cách vào, bạn cứ lên profile cá nhân của mình, cạnh cái chỗ mà sửa hồ sơ ấy, nó có một cái hình của YouTube bằng đèn nháy. À, làm bằng đèn nháy à? Nghĩa là hướng dẫn em khám phá khoa học chủ đề thực vật. À, bạn bạn Hương Nguyễn làm bằng đèn nháy. Hương Nguyễn inbox lại cho mình cái gì nhỉ? Cái ý tưởng của bạn về làm đèn nháy đi. Và có thể mình sẽ thiết kế cái tiết này vì mình thấy nó khá là hay. Nhưng quan trọng là nó cái yếu tố khoa học và kỹ thuật nó là gì vào. Bạn Hương Nguyễn nhé, inbox cho mình đi. Cái đề tài này mình thấy hay này, mình thích cái đề tài lạ lạ một chút. Nhờ hướng dẫn dạy khám phá khoa học chủ đề thực vật 3-4 tuổi, khám phá khoa học chủ đề thực vật. Khám phá khoa học 3-4 tuổi chủ đề thực vật thì bạn xem cái chương trình nó rất là nhiều mà. Đây mình không có cái chương trình khung. Khám phá khoa học chủ đề thực vật. Tìm hiểu các loại hoa, tìm hiểu các loại quả, tìm hiểu các loại cây, quá trình nảy mầm của cây từ hạt. Đấy, đấy là cái khám phá khoa học đấy bạn. Nào, nó nháy dùng pin. À, mình biết được cái đèn mà mình cho vào trong cái đèn ông sao đúng không ạ? Xem ở đâu ạ? Các bạn thoát ra nhá, ở trên trang cá nhân của mình ấy là nó có một cái hình, các bạn biết cái logo của YouTube rồi đúng không? Nó có một cái hình, có cái hình đúng hình YouTube đấy, bạn ấn vào để nó khắc khắc ra. À, chính xác, đúng rồi, mình có thêm bạn Hà Nguyễn giơ tay và chúng ta cùng đồng hành. Mình dứt khoát mình sẽ bỏ cái hoạt động của trẻ, mình thấy nó vô bổ vô cùng. Mình cứ thấy là trẻ trẻ thực hiện, trẻ thực hiện, trẻ thực hiện. Nhưng các bạn phải có dự kiến hoạt động. À, chính xác. Rồi, ok. À, xin lỗi các bạn một chút. Nhà sách họ đang nhắn cái gì à? Hôm vừa rồi mình có. À, bây giờ. Rồi, tiếp nào. Nếu dạy. À, xem nào. Trần Hoàng Linh tìm được chưa? À, có bạn Hà Nguyễn. Lớp, à, mẹ Quân lớp 4. Nếu dạy STEAM thì đưa vào tiết học hay dành ra một tiết khác? Không biết cái chương trình tiểu học như nào, thầy Phúc còn ở đây không ạ? Cái chương trình tiểu học thì cái STEAM mình nhớ là ở tiểu học nó hình như nó có cái môn kỹ thuật đúng không? Ừ, để mình phỏng vấn bạn nhà mình. À, Dương Dương ơi. Dương à? Dương ơi. Mẹ hỏi con một tí.
tìm thầy ở trang nào, bạn lên trên Facebook bạn tìm chữ Nguyễn Văn Phúc ra luôn. Steam. Ở lớp ở ở trường con ấy, con hoạt động cái môn mà kỹ thuật ấy là có một hoạt động, có một tiết riêng đúng không? Là con làm cái gì ở đó? Làm kiểu như là khâu và à, cái đấy nó dạng như kiểu môn kỹ thuật thôi đúng không? Vâng. Có khám phá khoa học hay làm cái gì không? Có làm thí nghiệm hay cái gì không? Không làm thí nghiệm. À, thế thì ở trường con mình là chưa thực hiện cái này. Lớp 4 nếu mà làm thì khả năng sẽ làm vào kỹ thuật, làm vào tiết kỹ thuật. Còn lại thì hầu như mình thấy là ở các trường tiểu học ấy toàn làm cái ngày hội STEAM này rồi câu lạc bộ STEAM chứ không đưa vào chương trình đâu, như ở mầm non đâu. Dự án nhỏ cho lớp 3 tuổi. Dự án nhỏ cho lớp 3 tuổi. Ok. Dễ mà. Phân công dạy chuyên đề à? Bạn nào mà được phân công dạy chuyên đề là giáo viên dạy giỏi. Dự án nhỏ cho lớp 3 tuổi. 3 tuổi, 3 tuổi. Nhiều lắm luôn. Chiếc khung ảnh của bé này, làm thiệp tặng bà tặng mẹ này, rồi chế tạo ngôi nhà cũng có thể là của 3 tuổi này, làm cái tổ chim này, rồi chiếc ô tô tương lai này, chiếc dù kỳ diệu này, làm túi giấy thay thế túi ni lông này, rồi làm bánh kem màu sắc. Đấy, đấy là dự án của 3 tuổi. Mộc Thái dạy chuyên đề cho khối 4, 5 tuổi, 5, 6 tuổi. Bạn đang thực hiện chủ đề nào Mộc Thái ơi? Đúng rồi, mình đánh giá cao mẹ Quân. Mình cũng như thế, mình nhớ là ngày xưa khi mà ở ở Tuyên Quang mình ý, thực hiện cái STEAM này, trường mình không phải là trường điểm nha, không phải được thực hiện điểm và không được phân công làm STEAM này. Mình chỉ nghe thấy là mời các cái đồng chí ở tư vấn cấp tỉnh đến cái trường đó để xem. Mình không được tham gia đâu. Và mình nghe thấy cái từ STEAM và STEM mình ở thấy hay lắm. Mình lên mạng bắt đầu tìm và mình bắt đầu bị hút từ đó. Và bắt đầu là mất rất nhiều tiền đi học, mất rất nhiều tiền mua giáo án, xin giáo án mọi người nha. Cho nên là bây giờ ấy, ai mà mua giáo án là mình không không bán đâu. Và xin giáo án mình cũng không cho vì là áp dụng mình không hiểu. Phải học đi đã thì mới hiểu được. Mộc Thái. Được, nhưng mà bạn xem chủ đề nào bạn Mộc Thái ơi? Ngoài trời á. Hoạt động ngoài trời thì thực ra thì nó theo chủ đề. Ví dụ như là ở mình bây giờ đang có chủ đề bản thân thì mình có thể xếp người này. Rồi xếp rồi làm ống nghe điện thoại này. Làm cái gì nữa nhỉ? Nhiều lắm, nhiều đối với chủ đề bản thân ý. Thực ra các bạn như này, các bạn giữ nguyên cái nội dung 35 tuần của các bạn. Cứ đưa tên bài dạy y như thế vào 35 tuần và có 25 đến 27 tuần cốt lõi đó. Tên bài giữ nguyên và các bạn chọn trong đó cái nào có thể ứng dụng STEAM được, các bạn hãy đưa nó thành STEAM. Chứ không cứ là cứ phải quá cầu kỳ tìm những cái không gian mà tìm những cái tên bài nó cao siêu quá đâu. STEAM nó không phải là một chương trình khác hẳn mà nó là một chương trình gì ạ? Tích hợp vào chương trình giáo dục mầm non. Ok, mình Kim Loan ơi, bọn có nghĩa là mình luôn luôn ở đây. Và cứ một tuần mình sẽ có live stream ít nhất là 3 buổi để cho chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Vì các cái ý tưởng của các bạn khá là hay. Cô dùng trứng đà điểu làm cũng được. Hay quá à? Ừ, trứng đà điểu. Hay quá. Bạn Ngọc Anh ơi, bạn Ngọc Anh vào trong page đi. Bạn Ngọc Anh hoặc là vào mail của mình đi. Gửi cái đề tài của bạn cho mình đi. Mai mình sửa. Mình thấy hay quá. Cái đề tài này hay đấy. Nếu mà như thế vẫn các bạn trẻ sẽ rất thích. Đúng rồi, khoa học kỹ thuật có thể ứng dụng được STEAM mà mình nhớ là ở quyển này này. Ở cái quyển này mình thấy có cái STEAM của tiểu học này. STEAM, mình có nhiều tài liệu lắm nhưng mà không biết là mọi người có cần không. Nhưng mà nó chỉ là tài liệu tập huấn cơ bản. Cuốn này của Nguyễn Thành Hải là có thể áp dụng cho tiểu học được. Là giáo dục STEM và STEAM, trải nghiệm từ thực hành đến tư duy sáng tạo, khá là hay. Em không biết vào đâu, Linh Chi... Không biết vào đâu là YouTube á. Tí nữa mình quay một cái video vậy. Đành vậy thôi. Đề tài mẫu giáo nhỡ. Chủ đề tự do. Không, chủ đề tự do à. Thế thì bạn làm cái gì nhỉ? Bạn làm cái dự án ngôi nhà mình vừa chia sẻ đi. Hay mà. Được, dự án nhỏ là một ngày còn được. Dự án nhỏ là một ngày cũng được. Làm từ sáng đến chiều.
cả cái ngày hôm đấy các bạn làm được. Quan trọng là các bạn đừng cầu kỳ quá, có nghĩa là cái nội dung thiết kế của bạn đừng quá cầu kỳ. Tết và mùa xuân thì Tết và mùa xuân trang trí. Chúng ta làm dự án trang trí nhà ngày Tết đi. Có trong giỏ hàng. Mẹ Quân, Hương Nguyễn ơi hay quá, Hương Nguyễn gửi đi. Nội dung rất là hay này. Và sẽ hy vọng là sẽ làm sớm được, mai mình thiết kế xong mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái lọ đom đóm. Hay quá. Nghề nghiệp, Steam khám phá cái chủ đề nghề nghiệp là sẽ cái gì nhỉ? Thiết kế nhà cũng là chủ đề nghề nghiệp này. Gì nữa nhỉ? Steam chủ đề nghề nghiệp. Xem có cái gì hay không ha. Bí, nhiều lúc là tự nhiên hỏi là cái bí này. Làm thuyền bè này, làm bánh kem được, bánh kem vẫn là làm được mà, vì nó là thuộc chủ đề xây dựng công viên này, rồi chế tạo máy bay bằng giấy, gara ô tô tương lai, làm trong chóng, chế tạo đồ vật từ các hình khác nhau, vẫn là chủ đề nghề nghiệp mà. Giờ lại sách cho em chụp bìa à? Mẹ Quân là dạy lớp 4 đúng không? Ở trên 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 giỏ hàng có mẹ Quân ơi. Đây. Rồi. Được chưa ạ? Ngôi nhà em lại mới cho các bạn thực hành à? Thế thì làm cái kính mắt đi. Làm dự án kính mắt này. Đèn lồng thì mình làm rồi. Xem nào có dự án gì hay ha. Thì mai chúng ta bắt đầu chia sẻ. Đấy. Thế là mình quên cái mục tiêu ban đầu rồi. Mục tiêu ban đầu là mình bảo mình chia sẻ với các bạn về lịch Steam mà mình quên đi mất rồi. Làm chế tạo ống truyền dẫn truyền âm thanh đi, hay mà. À cái đấy là nó không phải là tiết đâu, nó chỉ là một cái ví dụ thôi. Nó dạng như là một cái thí nghiệm ấy. Nó một dạng như là cái thí nghiệm ấy, bạn Đỗ Thương ạ. À, đấy là cái thí nghiệm về lực và phản lực. Thực ra nó là một phần của cái dự án thiết kế xe bong bóng. Nó là một phần của cái dự án thiết kế xe bong bóng và máy bay tự bay. Đấy, thế thì cái máy bay tự bay thì cái cơ chế hoạt động của nó khác đi một chút. Đấy là mình cho cái dây chun vào trong cái trong chóng ấy và quận nó lại để sau nó tự xoay 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 thì nó tạo lên cái lực để bay. Nhưng mà nó hơi khác đi một chút. Thế còn cái mà phản lực đó là mình dùng để làm chế tạo xe bong bóng. Và mình thấy là chế tạo xe bong bóng thì có thể nói là một trong những hoạt động mà rất hay được sử dụng trong các cái hoạt động dạy STEAM offline. Đấy, xem nào. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ dừng lại các câu trả lời nha, không trả lời nữa nha. Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về tháng 1 đi, không có là chúng ta sẽ không kịp. Tháng 1 có 31 ngày. Đây là cuốn lịch STEAM gồm có 12 tháng. Mình thiết kế xong rồi, có 12 tháng và trong 12 tháng mỗi tháng có bao nhiêu ngày là có đầy đủ luôn. Ngày 1 làm gì, ngày 2 làm gì, ngày 31 làm gì, chẳng hạn như vậy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một tuần. Ngày 1 thì mình sẽ làm bảng mục tiêu năm, là năm nay chúng ta sẽ học cái gì. Ngày 2 thì sẽ cho các con vui chơi, làm kem hoa quả bằng khay bánh tái chế. Cái khay bánh tái chế các bạn có biết là cái khay bánh làm như nào không? Yếu tố khoa học hả? Yếu tố khoa học của việc làm thiệp thì để mình nghĩ xem nào. Yếu tố khoa học của việc làm thiệp đó là cái việc sử dụng các cái nguyên vật liệu để gắn dính này. Gì nữa nhỉ? Làm thiệp, yếu tố khoa học để làm thiệp. Đấy, kể ra mà có thầy Phúc đây, thầy cứu chị, cứu mình luôn này. Rồi chúng ta sẽ có là đặc điểm của cái chiếc thiệp đấy nó sẽ như thế nào. Rồi chúng ta sẽ khám phá về một ngày lễ nào đó để cái thiệp đó nó sẽ làm cái gì đó, đúng không nhỉ? Đúng rồi, chính xác đấy. Rồi chúng ta sẽ phối hợp các nguyên vật liệu ra làm sao đấy. Thì thường ấy thì là cái yếu tố khoa học ở đây chính là cái đặc điểm của cái thiệp là nó có hình như thế nào, nó sẽ được kết cấu ra làm sao.
Đơn giản như vậy, nó là đơn giản như vậy. Để mình nghĩ xem nó còn cái yếu tố khoa học nào nữa không, để cho các bạn có thể hình dung rõ hơn nhỉ. Khá là nhiều các nội dung. Hay ha. Ví dụ như là thực ra cái phần khoa học ấy, nó đôi khi nó chỉ là cái cấu tạo của nó, cái cấu tạo của cái đồ. Ví dụ như là đối với thiệp thì là cái kết cấu của cái thiệp nó sẽ như nào, hình thức của cái thiệp ra làm sao. Đúng rồi, chính xác. Nhiều bạn là xác định cái yếu tố khoa học là sẽ rất khó, vì nó là một cái gì đó mà mình không quen. Chúng ta chỉ quen những cái ví dụ như là cái cấu tạo ấy. Ví dụ mình cứ hình dung là nếu như đối với một chiếc ô tô chẳng hạn, thì cái yếu tố khoa học của nó là việc chuyển động của ô tô. Thì cái yếu tố khoa học của thiệp nó chính là cái hình thức của nó. Như thế nào mới được gọi là thiệp? Ví dụ như là một tờ giấy đơn giản thì không gọi là thiệp. Chúng ta sẽ nghiên cứu được cái việc là cái yếu tố về mặt kết cấu, về mặt nhận biết là cái gì nó là cái thiệp, thì nó là khoa học. Hoặc là ví dụ như là các bạn có thể thấy là ví dụ như ngôi nhà, cái yếu tố khoa học thì đấy là các cái kiểu nhà. Đấy, thì đó là cái nội dung về 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 yếu tố khoa học để chúng ta xác định trong những cái live stream tới á, thì mình có thể sẽ chia sẻ thêm cho mọi người về các cái nội dung này. Mình vừa trả lời rồi bạn Bình Thanh. Tiếp tục ngày số 3, chúng ta có thể kể cho trẻ nghe một câu chuyện là về Tết và mùa xuân chẳng hạn. Ngày 4, chúng ta có thể nhúng ngón tay vào nước và tô vẽ theo một chữ cái bất kỳ. Đấy. Ngày 5 thì hát về bài Baby Shark và làm vận động, rồi thậm chí vỗ tay, rồi làm tiết tấu theo bài Baby Shark. Ngày 5 chúng ta sẽ cùng khám phá sự kỳ diệu của nước, đây là một yếu tố khoa học. Ngày 6 chúng ta sẽ nói về điều khiến em nhớ nhất, thích nhất trong một tuần vừa qua. Thì đấy là lịch STEAM phát triển đầy đủ luôn á. Một là hoạt động về vận động này, chúng ta đọc này, chúng ta viết này, chúng ta phát triển cảm xúc này, vui chơi này, học toán. Đấy là các nội dung. Và cái livestream ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc tại đây, vì nó cũng còn khá là muộn rồi, để cho em bé đi ngủ nữa. Và ngày mai thì mình sẽ cố gắng ngày kia đi, ngày mai để cách một ngày đi, ngày kia mình sẽ tiếp tục livestream. Đúng rồi, nhiều mà, nhiều vô cùng luôn. Mình có một năm 365 ngày, mình đã có 365 ý tưởng. Thậm chí là có rất nhiều ý tưởng cho các bạn về mon test. Quan trọng là các bạn có biến được nó thành một cái hoạt động STEAM hay không, thì nó lại là cái việc là khi chúng ta áp dụng không quá máy móc và trẻ của chúng ta có thích hay không. Cái quan trọng nhất là trẻ thích thì chúng ta có thể làm được. Đấy. 3 tuổi nó trả lời nốt cái câu trả lời của bạn Bình Thanh không? Nó lại áy náy quá cơ. 3 tuổi, mình nhớ là mình chia sẻ rồi. 3 tuổi chúng ta có thể làm món quà tặng mẹ này, rồi từ rác đến robot này, chúng ta có thể làm ô này, làm cuốn sách cho bé này, rồi chúng ta có thể làm thuyền nổi trên mặt nước, làm phong bao lì xì, làm kem đánh răng, rồi trang trí chiếc cốc đựng kem đánh răng, rồi nhà tạo mẫu tóc tài năng. Rất là nhiều hoạt động, và thậm chí là có rất là nhiều các đề tài luôn để chúng ta có thể thực hiện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, và rất là hy vọng rằng trong cái live stream của ngày tiếp theo chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng hơn nữa. Bạn nào nhà bạn Hương Nguyễn ơi, tí nữa bạn hãy inbox cho mình cái ý tưởng của bạn về, vâng, ý tưởng của bạn về cái đèn đom đóm nhá, để có thể buổi sau mình sẽ chia sẻ được cho mọi người về cái đề tài này. Quá là hay luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.